chất, hay nói cụ thể hơn là vitamin và khoáng tố, là những thành phần dinh dưỡng quan trọng, góp phần quyết định sự phát triển tầm vóc của con người. Tỷ lệ trẻ em ở các nước đang phát triển bị thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng vẫn còn rất cao, mặc dù đã có xu hướng giảm trong mấy thập kỷ vừa qua. Thiếu kết hợp nhiều loại vi chất dinh dưỡng rất thường gặp ở trẻ em các nước đang phát triển. Đặc biệt, ở những trẻ có cân nặng sơ sinh thấp, do phải chịu hậu quả từ tình trạng thiếu đa vi chất dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, có tỷ lệ thiếu hay gặp nhất là vitamin A, canxi, sắt và kẽm. Thiếu máu, thiếu sắt ở trẻ em dưới 5 tuổi thì cũng xung quanh khoảng 28%, hay thiếu máu của trẻ em mà gọi là lứa tuổi tiểu học hay cấp 2 cũng còn xung quanh khoảng 20%. Thế bên cạnh đó thì các cái thiếu khác như là thiếu kẽm, thì các cái nghiên cứu của đồng nghiệp cũng cho thấy là thiếu kẽm ở các cái vùng như là thành phố hay đồng bằng với cái tình trạng thấp kẽm trong huyết thanh cũng dao động xung quanh khoảng 30-50%. Nhưng nhiều khu vực nghèo như là Thái Nguyên, như Quảng Trị thì tỷ lệ thiếu kẽm trẻ em có thể lên đến 70-80%. Em bé này đã 21 tháng tuổi nhưng mới được 7 kg, nghĩa là chỉ bằng cân một đứa trẻ 4 tháng. Không chỉ thiếu hụt tới 5 kg so với chuẩn, em bé còn thiếu nhiều loại vi chất. Lần nào đi khám dinh dưỡng cũng phải mua cả chục loại thuốc như thế này. Cháu nhà em là không thích ăn trứng, vậy là ăn trứng hoặc là thịt chả là nó kén ăn. Cháu thiếu canxi với sắt, vậy là xét nghiệm thì nó cũng thiếu canxi. Còn bé Mai Thành Nam, dù mới được 20 tháng nhưng đã nặng 15 kg, thừa so với chuẩn 3 kg. Bụ bẫm là vậy, nhưng bé vẫn thiếu những loại vi chất quan trọng như sắt, canxi, kẽm và đặc biệt là vitamin D. Đây là hệ quả của một chế độ ăn ít rau xanh, quả chín và đặc biệt là tâm lý lo sợ không cho bé tắm nắng của gia đình. Như là rau củ quả thì là cháu nó không thích ăn lắm, nên là nhiều khi tôi cũng không cho vào nấu cháo. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có tới 80% trẻ em chưa đến tuổi đi học thiếu hụt một loại vi chất và 30% trẻ thiếu hụt đa vi chất. Và một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng thiếu vi chất ở trẻ, đó là chế độ ăn đa dạng thực phẩm, nghĩa là phải tô màu bát bột. Hay nói cách khác, đó là một chế độ ăn đa dạng và cân đối thực phẩm. Chúng ta thấy rằng ví dụ những cháu mà bụ bẫm, chúng ta nhìn thì nhiều bà mẹ thấy rằng có khi con lại thừa cân, thậm chí là béo phì nhưng vẫn thiếu vi chất, bởi vì chúng ta biết rằng thừa cân hay béo phì thì chủ yếu là do ăn quá dư thừa về mặt năng lượng, nhưng mà trong khẩu phần ăn lại thiếu các vitamin và khoáng chất. Ví dụ chúng ta thấy rằng kẽm thì lại có nhiều trong các thức ăn ở biển, hay sắt thì có nhiều trong thịt bò, trong gan, trong tiết hay là trong một số cái đậu đỗ. Thế nếu trong khẩu phần ăn lại không có những cái thực phẩm giàu sắt hay giàu kẽm thì đương nhiên là các cháu bị thiếu. Mặc dù là cháu ăn no bụng đấy nhưng mà vẫn thiếu vi chất, và thiếu vi chất người ta gọi là nạn đói tiềm ẩn. Vi chất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tầm vóc và thể lực.
thiếu vitamin A, kể cả thể tiền lâm sàng, cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, tử vong và giảm tăng trưởng ở trẻ em. Hiện nay, tỷ lệ thiếu vitamin A cao nhất là ở vùng miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2008-2010 cũng cho tỷ lệ vitamin A huyết thanh thấp chiếm trên 60%. Bổ sung vitamin A cho trẻ không khó vì có rất nhiều loại thực phẩm dồi dào loại vitamin này như đu đủ, cà rốt, bí đỏ. Trẻ em chỉ cần ăn 3 bát súp bí đỏ một tuần hay mỗi ngày một múi đu đủ là đã hạn chế được tình trạng thiếu vitamin A. Cái tô màu bắt bột ở đây, nhất là giai đoạn các cháu ăn bột hay ăn cháo, chúng ta dùng chung với nhóm từ tô màu bắt bột, tức là khi mà các cháu ăn bổ sung, tức là chúng ta khuyến nghị nuôi con sữa mẹ, nhưng khi ăn bổ sung thì các cháu phải đảm bảo cái chất lượng của bữa ăn bổ sung, tức là hiện nay thì theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng là các cháu phải đủ 8 nhóm thực phẩm, ví dụ như là chúng ta thấy có nhóm chất bột này, nhóm rau xanh, ngay cả trong rau xanh thì cũng phải có nhóm rau có màu xanh thẫm, rồi củ quả màu vàng để đủ vitamin C, rồi vitamin A là tiền tố vitamin A đó. Hay trong nhóm cung cấp chất đạm thì cũng phải có đủ các nhóm như nhóm cung cấp thịt cá này, nhóm đậu đỗ, rồi nhóm trứng và nhóm sữa. Như vậy thì riêng chất đạm là phải đủ 4 nhóm khác nhau, như vậy sẽ đủ chất dinh dưỡng hơn. Và phải thêm, bà mẹ cũng không được quên là thêm một cái nhóm thứ 8, đó là nhóm dầu hoặc là mỡ ăn. Thế thì khi mà chúng ta chế biến cho các cháu đủ 8 nhóm thực phẩm như vậy thì cơ thể các cháu sẽ đủ chất dinh dưỡng hơn. Và chính như vậy thì cái màu của bát bột hay bát cháo sẽ có các cái màu khác nhau. Ví dụ chúng ta thấy rằng bát bột sẽ có cái màu xanh của rau, hay là có cái màu nâu của gan, của thịt, hay màu vàng của trứng. Thì đấy, chúng ta thay đổi thực phẩm thường xuyên và cái bát bột nó có màu sắc khác nhau thì đấy gọi là tô màu bát bột. Loại vi chất thứ hai mà nhiều trẻ nhỏ ở Việt Nam bị thiếu hụt đó là vitamin D. Nhiều người vẫn nghĩ canxi mới có tác dụng làm xương chắc khỏe. Nhưng trên thực tế, nếu không có vitamin D thì canxi cũng trở nên vô tác dụng, vì vitamin D có chức năng tổng hợp và chuyển hóa canxi. Một phần vitamin D, đặc biệt là vitamin D3, sẽ được lưu ở gan và thận, giúp chúng ta điều khiển được lượng canxi trong máu. Phần khác được lưu trong xương để giúp chúng ta có thể giữ được canxi. Vitamin D cũng giúp cơ thể có thể hấp thụ được canxi tốt hơn. Vì vậy, vitamin D luôn là người bạn đồng hành cùng canxi trong quá trình hình thành và phát triển hệ xương cũng như tầm vóc của con người. Cách bổ sung vitamin D tốt nhất và dồi dào nhất là từ ánh nắng mặt trời. Trẻ sơ sinh từ 1 tuần tuổi cần được tắm nắng ít nhất từ 15 đến 30 phút một ngày. Nước ta là nước nhiệt đới, với ánh nắng chan hòa quanh năm, chúng ta cần biết tận dụng lợi thế này. Dưới da là có tiền tố các vitamin D, và dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời thì các cái tiền tố vitamin D được chuyển sang dạng vitamin D3, là cái dạng hoạt động để mà giúp cho hấp thu chuyển hóa canxi được tốt hơn. Thế thì chúng ta tắm nắng phải được gọi là đúng cách. Ví dụ mẹ vẫn có thể đội mũ cho con để mà tránh gió cho con, hay chúng ta cũng có thể vẫn mặc áo rồi quần tã cho con, nhưng mà khi ra đến chỗ có ánh nắng thì chúng ta có thể vén cái quần hoặc cái tã thì phơi mông các cháu ra dưới ánh nắng mặt trời độ 5-7 phút, và rồi sau đó chúng ta lại quay và phơi phía bụng, phía đùi đằng trước ra dưới ánh nắng mặt trời 5-7 phút. Như vậy thì trong một ngày độ 15 phút thì các cháu đủ vitamin D, và khi đã đủ vitamin D thì các cháu sẽ phát triển tốt, các cháu sẽ ngủ ngon giấc hơn, ăn ngon miệng hơn, giảm tình trạng táo bón, nôn chớ, thì các cháu sẽ phát triển tốt. Thì các bà mẹ chịu khó một chút. Loại vi chất thứ ba mà phần lớn trẻ nhỏ nước ta bị thiếu là sắt.
Sắt là yếu tố cần thiết cho việc tạo ra các tế bào hồng cầu, giúp mang oxy đến tất cả bộ phận của cơ thể. Thiếu sắt khiến cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, hoạt động trí não kém. Sắt dồi dào trong gan động vật, các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn, trứng gia cầm. Cùng với đó, các loại hạt như quả óc chó, quả phỉ, hạt thông, hạnh nhân, lạc, hạt điều cũng rất giàu sắt. Kẽm cũng là một loại vi chất thiếu nhiều trong trẻ em Việt Nam. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các quá trình sinh hóa, tác động chọn lọc lên quá trình tổng hợp, phân giải axit nucleic và protein, những thành phần quan trọng nhất của sự sống, tham gia điều hòa chức năng của hệ thống nội tiết và có trong thành phần các hormone như tuyến yên, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục. Kẽm còn là vi khoáng đã được biết đến với vai trò kích thích tăng trưởng, tăng miễn dịch, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là phòng chống bệnh nhiễm khuẩn hô hấp và tiêu chảy. Kẽm có nhiều nhất trong các loài nhuyễn thể như hàu, sò, nghêu và nội tạng động vật. Như vậy có thể thấy, mỗi nhóm thực phẩm lại cung cấp một loại vi chất. Ăn càng nhiều loại thì chúng ta càng được bổ sung nhiều vi chất. Đây chính là lý do phải tô màu bát bột. Thiếu vi chất đang là vấn đề cấp thiết, cần được ưu tiên có ngay các giải pháp phòng chống hiệu quả. Vì thiếu vi chất dinh dưỡng đã và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng con người Việt Nam hiện tại và tương lai. Vâng, để mà đảm bảo các cháu đủ vi chất dinh dưỡng thì Viện Dinh dưỡng khuyến cáo những cái lời khuyên dinh dưỡng tốt. Ví dụ như chúng ta thấy là đảm bảo nuôi con bằng sữa mẹ, cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, rồi ăn bổ sung đa dạng thực phẩm. Thì ở đây chúng tôi khuyên là một ngày thực phẩm mỗi thứ một chút thôi, nhưng nên ăn khoảng 15-20 loại thực phẩm khác nhau. Thì ngay cả người trưởng thành chúng ta cũng phải nên ăn đa dạng thực phẩm như vậy. Hiện chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam chỉ đạt 164 cm, thấp hơn 13 cm so với chuẩn. Chiều cao trung bình của nữ là 154 cm, thấp hơn 11 cm so với chuẩn. Cùng với đó, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt chỉ được xếp vào mức kém và rất kém so với chuẩn quốc tế. Hiện nay, tầm vóc người Việt đang thấp nhất trong các nước Đông Nam Á. Để dần giải quyết tình trạng tụt hậu này, thì hưởng ứng một ngày vi chất là không đủ, mà đó phải là trách nhiệm thường xuyên của các bậc phụ huynh trong việc xây dựng một chế độ ăn và tập luyện khoa học cho trẻ.